Nhật Tây Audio trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Ngày hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cái cách mà chúng ta ghi âm lại cái bài hát mà chúng ta vừa ca để tí nào chúng ta mở lại và nghe ha. Thì ở đây thì nó rất là dễ làm anh chị ha. Đây là dòng loa kéo 4 tấc đôi mà Nhật Tây bán rất là chạy ở trên thị trường, thì nó nhiều phân khúc giá khác nhau từ 5 triệu 9 trở lên ha. Nó có chức năng là ghi âm nè. Thì với những cái dòng mạch mà có chức năng ghi âm như thế này thì chúng ta có thể là ghi âm lại bài hát ở USB và phát lại nghe lại ha. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ cần có hai cái bộ phận, đó chính là một cái USB hoặc là thẻ nhớ ha. Một cái USB hoặc là thẻ nhớ thì đây là Nhật Tây đang mua cho khách hàng luôn ha. Anh chị nào muốn mua USB và cũng như là mua dây để mà hỗ trợ cho cái việc này thì Nhật Tây sẽ có cung cấp và bán với giá rất là rẻ luôn ha. Thì với cái dây này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Việc đầu tiên chúng ta sẽ cần cắm cái dây vào đây để lấy nhạc ha, cắm vào lỗ cống guitar này. Anh chị thấy là có một cái cổng đây là có cái chữ guitar, thì chúng ta cần phải cắm vào cái cổng guitar này, được chưa? Sau khi cắm cổng guitar xong thì chúng ta sẽ dùng cái điện thoại cắm vào cái jack 3.5 ha. Một đầu 6 ly cắm vào mạch, đầu jack còn lại là jack 3.5, có thể cắm vào tivi hoặc là cái điện thoại nào có sở hữu cái dây 3.5. Thì anh chị cũng đang thắc mắc là tôi có Bluetooth mà, đúng không? Tôi có Bluetooth thì tại sao tôi phải gắm dây này làm gì? Thì xin thưa với anh chị là khi mà chúng ta ghi âm đó thì Bluetooth nó sẽ không nhận đâu ha. Thì bởi vì mạch nó đang có nhiệm vụ là ghi âm rồi nên là mạch sẽ không nhận cái Bluetooth nữa. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dùng bằng cái điện thoại này mở YouTube lên và chọn bài hát mình muốn ghi âm ha. Thì sau khi chọn bài hát mình muốn ghi âm xong thì chúng ta lưu ý một điều. Chúng ta phải giảm volume lại này lại ở cái nấc vừa vừa phải thôi. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vặn cái âm thanh từ cái nút guitar ở đây ha. Đây, cái nút guitar nè. Đó, chúng ta vặn lên nè. Được chưa? Rồi lên. Giảm vừa thôi chứ giật mình nha chị. Rồi, hát thử ha. Rồi, chúng ta bấm nút ghi âm nha. Cắm USB vào. Được chưa? Giờ cắm USB vào. Nè, cắm USB vào ha, nhấn cái nút ghi âm này nha anh chị. Nhấn cái nút ghi âm được chưa? Bấm cái. Bấm cái thì thấy nó sẽ nháy cái đèn có số đếm nè ha. Đó, nháy đèn record nè, record tức là đã ghi âm, đang ghi âm rồi. Bây giờ chúng ta lên nhạc là bắt đầu hát bình thường ha, hát xong chúng ta bấm nút này trở lại để tắt ha, để lưu lại nha anh chị. Đó, bấm nhớ lại cái nút record lại để mà lưu lại ha. Lên nhạc nha. Hát thử chút xíu nha anh chị. Bây giờ thử thôi, nghe lại nè. Chúng ta sẽ không dùng micro để hát nữa mà chúng ta sẽ nghe lại ở trên cái USB ha. Tắt USB nè, tắt rồi. Bấm nút đây ha, thao tác. Thao tác bấm đây để ngừng ghi âm, lưu lại. Ok, phát nè. Nó sẽ phát luôn nè anh chị. Bây giờ lên này để nghe nè ha. Đợi chút xíu, hồi nãy 10 giây mình, mười mấy giây mình mới bắt đầu ấy. Đợi tí đi. Đó, nó lên rồi đó. Đó, nãy mình mở nhạc lên lúc đó, bây giờ nó sẽ có lúc đó ha. À, an toàn mà. Ở đây giờ mình nghe nhạc cũng lại bài hát mà mình vừa hát thôi, rất là dễ. Cũng là hay nữa. Mình hát xong. Bão tố trên miền mà nghe nhà nhà đổ. Buồn hát buồn hiu ngỡ đêm sầu cô liêu. Alo, alo, alo. Đó, đó, đó. Bây giờ thử thôi, nghe lại nè. Người ta sẽ không dùng. Đó. Thì nãy mình nói gì thì bây giờ trong đó nó sẽ nói lại như vậy thôi. Nghe cũng hay lắm anh chị, giống như là mình đang đi thu âm vậy đó. Nên thành ra là đây một cái kinh nghiệm mà Nhật Tây chia sẻ cho tất cả anh chị nào chúng ta đang sử dụng một cái mạch mà nó có chức năng ghi âm nghe. Nó có chức năng ghi âm. Thì chúng ta sẽ ghi vào lại trong USB của mình và cắm vào đó, thì bài hát nào hay thì chúng ta để lại, còn bài hát nào dở thì chúng ta có thể là lên cái máy tính đó, thì chúng ta bấm xóa những cái bài hát không hay đi.
thì chúng ta ghi thêm một cái album gì đó rồi mình sẽ mở đi và mình nghe lại ha. Nhưng tôi thấy rất là hay đó. Bây giờ mở lại chút xíu nữa nghe thử cái coi, nó âm thanh nó ra hay lắm anh chị, cảm như mình hát trực tiếp luôn vậy đó. Tức là khi mà thường mà chúng ta quay phim á, thường mà chúng ta quay phim thì người ta sẽ nghe được từ cái máy mà mình ghi lại rồi, còn ở đây thì giống như mình đăng lên mạng á, thì người ta đã nghe giống như trực tiếp là họ đang ở đây mà mình hát cho họ nghe luôn vậy đó. Lên lại nè. Bài hát này hay quá mà không thuộc lời. Ok, đây là chia sẻ của Nhật Tây Audio cho chị Thảo cũng như là cho tất cả khách hàng của Nhật Tây Audio cũng như là khách hàng khác chúng ta đang sử dụng những cái mạch loa có chức năng ghi âm ha, thì chúng ta sẽ ghi âm như vậy nha. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Bye bye.